Có những hỏi han trao đổi gì thì xin mời. Có anh Đức bé hai đồ nè, lâu lâu mới vô hỏi đi, nói gì cũng được. Khi cả tuần mới gặp được một lần, cái mình tranh thủ mình hỏi cho nó lại. Thấy bé hai đang nhắn. Đức hỏi đi con. Nỗi sợ có thật không? Không, nó là dạng ảo tưởng. Hay gọi đúng nó là tưởng điên đảo. Là ảo tưởng đó. Đó là do mình tưởng tượng ra mà. Vậy chứ thì hỏi con nè, bây giờ làm cho con một thí nghiệm nha. Bây giờ đó là một cái nhà tâm lý đem đến cho một cái bệnh nhân một cái bọc đen thùi lùi, kêu bệnh nhân là thọt tay vô chổng bóc đồ ra, thọt tay vô chổng lấy đồ ra. Cái bệnh nhân á thọt tay vô chổng rất là sợ hãi lo lắng, không biết con gì nó có cắn mình không, hệ không biết ở trong đó nó có cái thứ gì độc ác ghê rợn trong đó không, sợ. Xong cái nhà tâm lý mới bắt đầu làm một cái thí nghiệm khác. À, bây giờ mới yêu cầu cái thân chủ đó lượm các cái vật dụng đồ dùng học tập trên bàn á, bỏ vô trong cái bịch đen đó. Rồi sau đó cái nhà tâm lý mới kêu là bây giờ đó bạn hãy thọt cái tay vô cái bịch đen đó lấy ra. Hỏi con, bệnh nhân có sợ giống như ban đầu không? Xong rồi đó, con trả lời cho câu hỏi của con luôn rồi đó. Hiểu chưa? Khi mà người ta có hiểu biết thì người ta không có sợ. Vì người ta biết hết trơn, người sợ gì nữa? Nhưng khi mình không có hiểu biết thì mình sợ tùm lum hết. Vậy sự sợ không phải là một hiện thực, mà chính sự không hiểu biết mới là một hiện thực đưa đến sự sợ đó. Vậy thì mình biết đi. Biết nhiều một xíu đi đâu còn sợ nữa đâu. Tự dưng cái mình sợ là tại vì mình dốt đó con. Mình hết dốt là hết sợ rồi. Được hen. Bé hai xem bài báo nói hành động làm hài lòng của mọi người xung quanh mình là một bệnh. Làm hài lòng mọi người xung quanh à, tức là một cách thái quá đó đó bé hai, cái gì cũng vậy hết em. À, hễ mà mình thái quá là nó nguy hiểm mà. Thái quá là nó nguy hiểm mà. Mình bớt thái quá lại. Tới đó mình sợ người ta đánh giá mình á, mình sợ người ta trù dập mình sợ nọ kia, tức là mình sống theo cái sự ánh nhìn, theo cái sự định đặt, theo cái sự quy chuẩn của người khác. Riết cái mình quen. Với mình quen cho nên ra mình luôn luôn tìm kiếm á, cái cách để làm hài lòng người khác, chứ không phải là mình hiểu vấn đề đúng hay sai. Đó là bởi vì từ nhỏ mình đã tập cho mình một cái nhìn sai rồi. Tức là không có cái chánh kiến, cái nhìn nó bị sai từ nhỏ. Bởi vì từ nhỏ có thể là do mình bị đánh nhiều quá, người lớn bắt ép mình nó phải làm theo cái ý của họ. Rồi dần dà mình quen luôn, mình định hình luôn. Sống là mình phải làm theo ý người ta. À, chứ không thôi chết xuống á, thành con ma chẳng ra việc gì. Cho nên mình sợ như vậy. Ê, thì đó là cái điều sai nha. Cái đó là điều sai nha, đó không phải điều đúng nha. Cô bé Trang Trang. Có sự tồn tại đường dây nối kết cảm xúc suy tư của hai người ở hai nơi khác nhau không? Giả dụ dễ nghe nhắc tới là khi người con gặp tai nạn thì linh tính người mẹ cảm nhận thấy điều đó không hay đến với con mình. À, cái đó là năng lực của tưởng. Cái đó nếu mà giải thích ở Phật học ấy, thì nó hơi sâu một xíu liên quan tới cái mãnh lực nghiệp, tức là nó cộng nghiệp với nhau đó, và khi mà nó trổ ra đó thì nó đồng trổ, cho nên thành ra là có cái trạng thái đó xảy ra. Còn nếu như đó mà nói góc độ khoa học thì hiện tại khoa học nó chưa có giải thích một cách tường minh cái đó. Nó mới là một cái ý tưởng về hai cái hạt vật chất, tức là hai cái hạt lượng tử, nó cùng biểu hiện một cái hình thái, một cái đặc tính,
ở hai không gian khác nhau tại cùng thời điểm. Thì đó là cái nghiên cứu hiện tại gần nhất của bên vật lý về các hạt lượng tử. À, trả lời. Ám ảnh. Vậy có cách nào để chủ động tạo hoặc chủ động cắt đường dây này hay không? Có chứ, có chứ. Cắt nghiệp, tức là đừng có cộng nghiệp với nhau thì được hả? Tức là nó có bốn cái dạng, cái này nó hơi sâu vô trong cái siêu lý học một xíu. Cộng trú bất cộng nghiệp, cộng trú cộng nghiệp, bất cộng trú cộng nghiệp, bất cộng trú bất cộng nghiệp. Nó có bốn dạng và mình lựa được bốn dạng đó đó trẻ. Song sinh cảm ứng khả thi không? Tùy nữa con. Nếu như đó ở cái góc độ của khoa học á, thì đáng nhẽ ra nó phải có cái cảm ứng đúng không? Nhưng không phải 100%. Không phải 100%. Cái đó thì phải bay qua bên Phật học mới giải thích được tại sao mà nó có những cái sự sai biệt đó. Tức là do cái sự liên đới với nhau về nghiệp của tụi nó không có. Đồng sinh, nó đồng sinh ra, sinh cùng một lúc ra, nhưng mà nó chỉ là đồng sinh về sắc vật chất thôi, không có cái sự cộng gộp liên quan tới cái yếu tố về nghiệp. Thành thử là có những cái trường hợp nó cùng sinh nhưng không có cái năng lực cảm ứng giống như mà con nói đó, nhưng có những cái trường hợp thì nó lại có nha. Thì đó là do cái mãnh lực của nghiệp ấy. À, cộng nghiệp chung nhau. Đúng rồi. Học từ từ tới đó à, tới đó biết bên siêu lý mở rộng có. Mình học bên siêu lý là coi như mình nắm hết rồi, trọn ổ trọn bộ luôn đó. Gồm hết bủ bối của tôi rồi đó. Học cái đó là xem như ra mở trung tâm mới rồi. Nhận đến sự sai biệt chúng. Đúng rồi. Rồi, ai còn thắc mắc gì đó thì cứ hỏi thêm. Ở trong phạm vi á, giải thích của cái này thì tôi giải thích. Không tôi sẽ chỉ cho quý vị cái khác, cái địa chỉ cho quý vị tìm. Siêu lý học là một môn trong Phật học con. Phật học là một cái chuyên ngành lớn, trong đó nó có nhiều môn nhỏ. Và siêu lý học là một môn trong đó. Lô hú hồn. Thầy con gán đi ha, con gán đừng có bay màu, thì con học tới thôi. Ai kêu con bay màu sớm quá anh chị. Đâu rồi cái đứa nhạy cảm đâu rồi. Đứa nhạy cảm chết trong lòng một ít đâu nữa rồi. Ai biết là ai nhạy cảm á, thì tự biết thôi. Chứ thì có dám nhắc ai bao giờ. Chị em nhà bé đang hỏi. Chờ nha. Ồ, có bé Trang nữa. Khi hình thành thói quen luôn lo lắng quá độ về mọi mặt trong đời sống thì sửa sao cho tốt. Bớt ảo tưởng lại, sống chân thật. Bớt ảo tưởng và sống chân thật, đó là cái cách duy nhất. Sống chân thật tức là sao? Tức là nó làm sao mình biết nó làm vậy, đó là mình sống chân thật. Mình sống chân thật như vậy thì mình đâu có quá độ đâu, còn hiểu không? Thí dụ như mình biết trái ớt này cay, mình biết mình đau bao tử, mình biết mình đau bao tử mà ăn trái ớt cay này sẽ đau hơn, thì mình biết vậy thì sao? Thì từ đó mình suy ra đừng ăn cay. Mình thấy trái ớt, trời ơi, lo lắng chết rồi, trái ớt này mà ăn vô là đau lắm nè, cay lắm luôn, trời ơi, đau quá, cái tự mình đau luôn rồi. Chưa ăn trái ớt nên mình đau luôn rồi. Nó diễn biến tâm lý của mình đó, dẫn đến một số các axit dịch vị của dạ dày nó tiết ra nhiều hơn.
Mà tiết ra nhiều hơn như vậy nó làm cho cái loét dạ dày nó nhiều hơn và nó đau hơn. Cái đó là mình đó, mình tự mình ảo tưởng ra mình bệnh luôn à. Em hiểu chưa? À, mình phải chỉ cần sống thật, chỉ cần sống thật, chân thật, tức là có chánh niệm tỉnh giác đó. Thì lúc bây giờ là mình cắt lìa được tất cả những cái trạng thái đó. À, liệu có kiếp trước kiếp sau không? Có chứ. Cái này đó là mới vừa vừa dạy hôm hôm bữa ở bên cái lớp tài năng cho người bận rộn luôn. À, mới vừa dạy cái rột luôn. À, cái luân hồi giữa đời trước và đời sau, à, các kiểu thì người ta sẽ có hai cái hướng tiếp cận. Hướng thứ nhất là người ta biết và người ta tin. À, hướng thứ nhất người ta biết và người ta tin, bởi vì người ta biết cho nên người ta tin thì rất là hiển nhiên. Vậy làm sao người ta biết được? Do người ta học và hiểu một hệ thống lý thuyết rộng lớn hàm chứa tất cả những cái hiểu biết của nhân loại và nó không có tự mâu thuẫn. Thì lúc này với cái hệ thống ý thức hệ rộng lớn như vậy thì nó giải đáp cho người ta được cái quan niệm về đời trước và đời sau, cho nên người ta biết rõ và người ta tin. Trường hợp thứ hai, người ta không biết. Không biết thì sao? Thì không kết luận. Người có biết gì đâu mà kết luận, chứ không phải không biết cái không tin, cái đó là bị xàm, cái đó là phi lý. Không biết không có lý do gì để không tin hết. Không biết thì để đó, mình nói mình không biết thôi. Hỏi chứ có kiếp trước nữa không, mình không biết, mình trả lời mình không biết, chứ không phải là tôi không tin. Tại sao? Tại tôi không biết. Cái đó là một trả lời vô lý. Ừ, thành ra đó, cái đó mình để ý. Ừ, tại sao có người nhớ được kiếp trước? Ừ, chỉ tại vì có mà. Cái này rồi mình phải học một hệ thống, một hệ thống kiến thức nó rộng lớn á, thì nó mới giải đáp cho mình được. Khi người ta cho mình điều gì đó tốt và tự mình chưa làm được, mà tự mình chưa làm được, mình xử lý sao mới tối ưu khi mình có ý hổng nhận điều đó? Mình phải xem xét lại cái điều mà người ta đưa cho mình á, người ta cho mình á cái điều tốt mình không tự làm được á, mà nó ích lợi cho cái mục đích cuộc đời mình không? Nếu như người ta đưa mình một cái điều tốt mình không tự làm được nhưng mà nó không ích lợi cho mục đích cuộc đời hết, thí dụ người ta đưa cho mình một cái vé để đi qua Nam Phi ngắm sư tử, để mình có cái trải nghiệm đi du lịch đồ đó đây, thì cái ý người ta tốt, ý ta tốt. À, tự mình có làm được đó chưa? Tiền đâu mà mua vé đi qua bển ngắm sư tử vậy? À, chứ mình không làm được, mà người ta có ý tốt đó, người ta muốn cho mình có niềm vui rồi cái kiểu, xử lý sao? Nhận đi rồi cho chết, rồi một đi không trở lại qua bển làm mồi cho sư tử. À, thành thử ra cái chỗ đó mình phải coi nó dính tới cái đích đời mình không, nó dính tới cái đích đời mình không, nó có góp phần giúp cho mình đạt được cái mục đích cuộc đời mình nhanh chóng tốt đẹp không? Nếu nó gắn chặt với cái đích đời cuộc đời của mình, nhận xà thú lành thai, cảm ơn hoan hỷ. À, còn mà nếu như nó không có dính gì hết thì thôi, dạ em cảm ơn, cái này em không dám nhận, đời em còn dài lắm và em muốn sử dụng cái mạng cùi này cho nó ích lợi. Thì chỉ có thế thôi. Ok. Được ha. Có các bạn mới. Ủa trời, nhiều bạn mới gì nè. Kéo xuống cái thấy nhiều quá nè. Ở lớp này lúc nào cũng hot chứ á. Hồi nãy mới hơi dạ bên T1 nè, mới nói bên T1 xong chưa thấy bé Kiệt vô ta. Bé Kiệt phải học ở lớp này nè, để mà biết đi rải thính rồi. Bé Kiệt mất tích nè. Nào cô My BA lớp này giúp tôi nha. Để em học có chiếc học cho em không à. Học thầy ký không học tôi chứ. Đi đâu khoe lớp lớp học lớp bổ trợ nè, chỉ gặp trẻ em không à, thầy ký không à. Lớp mình còn quên rồi nghỉ. Thôi này phải năn nỉ thầy ký. Ừ đúng rồi, lớp này dễ cưng mà, tại lớp này tâm lý đó, nhẹ nhàng và chiều mến. Rồi bây giờ mình đi tiếp của ông Sigmund Freud nè. Ông Freud đó, ông nói hôm trước là nói tới cái gì rồi, nói thể thao cừ khôi rồi ha. Rồi bữa nay mình tiếp với cái thực ngã. Thực ngã
là cấu trúc tâm lý có chức năng nhận biết, là cấu trúc tâm lý có chức năng nhận biết, cân nhắc, hướng dẫn và hòa giải. Nó được mô tả như là viên trọng tài, như là viên trọng tài, là nhân tố trung gian. Cho hai lực tâm lý, cho hai lực tâm lý thường đối kháng, thường đối kháng và tranh chấp nhau. Đó là những nhu cầu ích kỷ, của bản thân, của bản thân, ích kỷ của bản, ích kỷ của bản năng, xin lỗi, của bản năng. Giờ con mắt tèm lèm nhìn hàng này lọt hàng kia, và những nhu cầu cao thượng, nhu cầu cao thượng thuộc về lương tri của cá nhân. Lương tri của cá nhân, nếu nó ngã theo yêu cầu của bản năng mù quáng, yêu cầu của bản năng mù quáng thì nó sẽ bị sự phê phán hay trừng phạt. Lương tâm. À đúng rồi. Ví dụ, làm cho cá nhân có cảm giác tội lỗi. Ngược lại, nếu nó chiều theo tiến bộ của lương tâm, nếu nó chiều theo tiếng gọi của lương tâm, thì cá nhân lại cảm thấy tâm trạng luôn bị căng thẳng, với sự kêu đòi, thôi thúc, của những nhu cầu bức thiết, cần giải quyết của dị ngã, vì vậy cơ chế tự vệ, vì vậy cơ chế tự vệ là một phản ứng tâm lý, tự động và tự nhiên, là một phương tiện cần thiết, là một phương tiện cần thiết. Đoạn này không biết dài gớm á.
của cấu trúc thực ngã. Để đời sống tinh thần của cá nhân. Được thăng bằng và ổn định. Nó là một lối thoát tâm lý. Nó là một lối thoát tâm lý. Để cá nhân cảm thấy yên tâm. Giảm thiểu lo sợ hay để tự thỏa mãn. Về mình và sự tồn tại và sự tồn tại và sự tồn vong xin lỗi và sự tồn vong của bản thân. Đó, nay mình học nhiều này thôi đó. Bắt đầu mình mới luận giải rồi, tôi gửi lên chat để quý vị nhìn được rõ. Đây nó mới vào nữa đây. Này thì ở một cái tiết cái buổi tọa đàm tôi đã có nói cái này rồi, hồi xa xưa lắm, chắc cũng 1 năm 2 năm trước gì đó, thời dịch giả đấy. Có nguyên một cái đoạn mà tọa đàm là tâm lý đó, thì có nói tới nó. À, quý vị chép xong cho hay, tôi phân tích giảng vô cái này. Ừ, đúng rồi, chính xác, về tọa đàm tâm phân học đó. Tâm phân học hay phân tâm học đấy. Trời, Đức nhớ ngày luôn hả? Hay vậy. Gần năm rồi. À. Còn có chép giỏi, có ghi nhận. Sau 1 năm nhiều nhiều sự đổi thay ha. Thì không biết cóp lên có nó mất dấu gì đó cơ, cái đít cọt mà chứ đâu phải cái quật đâu. Rồi ghi xong đi, đang bắt đầu thì mình triển khai nó ra.
Nghe chép rồi cho thì hay nha. Số bạn là xong. Này hồi đó lớp với cái buổi đó thầy có nói kỹ. Giờ thầy trình bày lại xíu. Đối với tư tưởng của tâm phân học của Sigmund Freud thì nó nói về ba cái thấy ba cái vấn đề. Cái ID, cái ego hoặc cái superego. Cái ID gọi là cái dị ngã, ego là cái thực ngã, cái superego là cái siêu ngã. Cái thực ngã rồi cái bản ngã, mình thống nhất cái cách gọi này cho nó dễ, chứ của bên ông dịch lại mấy cái thuật ngữ này hơi xa lạ. Ok. Ba khái niệm ID và ego, super ego này các bạn hiểu đúng không? Ai chưa hiểu, ai chưa mường tượng được ego là gì, super ego là gì, ID là gì thì cho hay. Để thầy nói lại cái đó. Không thì đi tiếp luôn ạ. À. Cái các bạn bị lủng á. Con là con cần nói lại đúng không? Ok. Vậy thì mấy quý vị nào biết rồi đó thì xin phép có thể không cần để ý chỗ này ha. À, cái super ego đó, trong đó nó có cái gọi là lương tâm con. Và nó có cái ngã siêu việt ở trong đó nữa. Từ từ con học bên tâm lý hàn lâm con sẽ học tới cái đó. Trong cái super ego nó có hai ngã siêu việt với cái lương tâm. Nó là gì vậy? Nó là gì vậy? Nó là cái hằng đúng à, nó là cái hằng đúng à, nó là cái hằng đúng, nó là cái cao thượng, nó là cái vĩ đại à, nó là cái chuẩn mà mình muốn hướng tới à, đó là cái thần tượng của mình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, cái super ego là gì đó. Cái superego đó đôi khi mình cũng lại hiểu nó là cái hữu lý nữa. Cái này là một cái cách cách khác đó. Đây là cái vô lý mà quý vị nhớ cái cách dùng của ông Nietzsche, ông Nietzsche. Ông nói là mình phải nên chọn, mình chọn cái vô lý, mình chọn cái hữu lý hoài à, giờ mình phải chọn cái vô lý thôi, dùng vậy để cho cái vô lý nó có cơ hội để lựa chọn đó. Là cái chỗ này nè, là cái tiền thân của Sigmund Freud đó, là nơi cái ngày ngày nít đó đó. Ngày nít mà hết sức là tào lao đó đó. Cái này tôi liên hệ qua xíu thôi chứ nó không phải hữu lý vô lý không ha. Cái ID này được nó được hiểu nó khác hơn so với cái hữu lý vô lý. Dễ thiền nhớ cho bài nghe, nhớ cho bài nghe. À, cái ID là những cái bản năng, những cái nhu cầu cơ bản mà con người ta mong muốn được thỏa mãn, thôi thúc của người ta. Những nhu cầu bản năng, ví dụ như được ăn, được uống, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu thỏa mãn tình dục, nhu cầu được chết, nhu cầu được vân vân. Tức là những cái đó là những cái ID, những gọi là những cái bản năng, những cái dục tính. Còn cái ego là gì? Ego là cái tôi.
Ego là cái mà nó có cái ý thức, nó biết được cái superego ra sao, nó biết cái đi làm sao và nó quyết định. Nó quyết định nó như thế nào, theo thằng nào hay không theo thằng nào. Thì đối với trường phái này là cái ego nó quyết định cái đó. Hay gọi là cái ý thức, cái bản ngã. Được chưa? Được ha, ba cái khái niệm đó. Được không? Được không? Ừ, ok, rồi từ đó mình mới đi tiếp. Rồi thì ông nói nè, thực ngã là cấu trúc tâm lý có chức năng nhận biết, tức là cái ego này nè nó có chức năng nhận biết, cân nhắc, hướng dẫn, hòa giải. Nó được mô tả là trọng tài, nhân tố trung gian của hai cái lực tâm lý thường đối kháng tranh chấp nhau. Một bên ích kỷ của bản năng, một bên lương tri cao thượng. Đó như mô tả vậy đó. Cho nên nguyên đoạn về hoàng ống mô tả hình nhiêu đó hết rồi đó. Nếu nó ngã theo cái bản năng, nó mù quáng chia bay bên kia, tức là nếu đi theo cái ID á thì cái superego chỉ trích nó, chia bay nó. Nếu mà nó đi theo cái superego đó thì cái ID nó khát khao, nó mong muốn nó đạt được, nó có được, vân vân vân, thì hai bên nó cứ đả phá đấu tranh với nhau liên tục không dừng dứt. Đó là hai cái này, cái ID, ego và superego, nó quấn lộn với nhau trong trạng thái như vậy. Đó là cái đoạn này ông nói như thế thôi, đoạn này ông nói như thế thôi. Nhưng mà chúng ta còn phải đặt ra nhiều hơn như thế, chúng ta phải đặt ra nhiều hơn như thế. Bây giờ nó là một cái phổ chứ nó không phải là một cái điểm nữa, giữa cái khoảng từ ID cho tới ego cho tới superego. Quý vị khi mà quý vị nhìn trên hình đó thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó là một cái phổ, nó trải dài ra như vậy. Đó là phổ của người một, nhưng mà cái phổ của người số 2 này, quý vị thấy là nó khác biệt dữ lắm luôn nè. Đây là phổ người số 2. Rồi đây là phổ với lại phổ của người số 3. Cái gì bắt đầu mình sẽ so sánh rồi cái nào nó nhiều nha. Nhiều phổ chứ không phải chỉ có một. Đây lại là cái phổ của người số 4. Gì đó hả? Ai biết bên sinh con hả? Thì quý vị mới thấy là nó muôn màu muôn vẻ luôn. Này cho bên tâm lý nè, ai muốn gọi là phát kiến gì đó mới, dân 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 còn nhiều lắm. Quý vị tưởng tượng ra được không? Có cái đó thì Supergo nó thắng thế, có cái thì ID nó thắng thế, ID nó nhiều hơn. Cái cột màu đó nó mô tả cho cái nào nó nhiều hơn. Quý vị kịp ha? Cái cột màu mà nó nhiều hơn có nghĩa là gì? Nghĩa là nó thắng thế. Ví dụ như cái cột đầu tiên đi, cái ID nó thắng thế. Là cái khoảng giao, tức là cái khoảng mà nó không hẳn là ID, là cái vùng gọi là cái vùng nhận biết của thằng ego. Mà quý vị nào học thì quý vị cũng sẽ biết được, chúng ta sẽ có cái vùng hiểu biết đó, cái vùng nhận biết của mình này. Và nếu mà trong cái vùng đó đó thì mình có thể biết được, mà vượt ra khỏi cái vùng đó là coi như chết liền, chết liền. Cái này nó quan trọng cho nên tôi cho thêm hình nữa đi. Cái vùng nhận biết này nó cũng quan trọng lắm.
Bởi vì hiểu không? Cái vùng mà thằng ego đấy nó có thể tròm xuống được thằng ID để mà nó điều tiết. Cái vùng để mà thằng ego nó có thể tròm lên được thằng super ego để mà nó điều tiết. Quý vị tưởng tượng ra được không? Ok không? Cái này cái này trong tâm phân học hiện tại người ta không có nói tới nó. Người ta mất mất tiêu chỗ này. Huyền thoại nữa đó tỷ ơi. Ghi nghe con huyền thoại nữa đó. Và đây chúng ta sẽ tận dụng cái này trong cái thực hành trị liệu. Chúng ta thực dân tận dụng cái này trong thực hành trị liệu rất là hay. Rồi bây giờ nếu như đó cái ID trong cái trường hợp cái sơ đồ số 1 cái ID đó nó quá lớn, thì cái ID nó quá lớn, cái super ego nó quá nhỏ. Trời ơi, cái trường hợp với người này là làm theo bản năng. Người này làm theo bản năng, hành động theo bản năng, mọi thứ theo bản năng hết. Tại vì toàn là cái ID nó chiếm hết cột luôn rồi, thấy không? Cái ID nó chiếm hết cột rồi. Cái cột đó đại diện cho cái nhân cách của con người đó. Cái cột là cột nhân cách đó. Thì lúc này đâu có toàn ID không. À, cái ego chút xíu, super ego chút xíu. Cái hạng đó là thôi nát luôn rồi đó. À, cái này nè, à, cái này là cho nó là cái lỗi số 1 đi. À. Rồi cái lỗi số 2 là cái lỗi cực kỳ xịn. Là cái lỗi mà cái ID nó có chút xíu à. Giờ cái super ego nó lớn. Tức là cái đời sống cao thượng của người ta nó cao. Cái phẩm hạnh, cái giá trị, cái đạo đức của người ta nó cao. Đó là cái loại người số 2. Cái loại người số 3 là cái loại người đó mà có sự có cái ID nó cũng cao, super ego nó cũng cao. Cũng vừa đấy, hai thằng này nó bằng nhau, nhưng mà đang nói tới cái vùng mà cái vùng màu xanh xanh nhạt. Tức là khả năng của thằng ego nó chòm xuống để nó thấu hiểu cái miền u tối của nó nhiều hơn. Nó hiểu được cái miền u tối của nó nhiều hơn. Thằng ego đó nó chòm xuống. Cái thằng số 4. À, cái thằng số 4. Tương tự. Cái thằng ego nó chòm lên, nó hiểu được cái miền cao thượng của nó nhiều hơn. Nó hiểu được cái miền cao thượng của nó nhiều hơn. Và nó dẫn dắt những cái lựa chọn trong đời sống về hướng cao thượng nhiều hơn. Rồi còn cái dạng thứ cuối cùng ở dạng thứ năm đây là cái sự thực hành. Cái dạng số 5 này là cái dạng mình làm được nè, mình phấn đấu nè, nó là mình đó quý vị, nó là mình đó. Còn cái dạng mà hồi nãy lý tưởng ở trên dạng số 2 đó, cái dạng đó là bẩm sinh trời đẻ ra nó thánh rồi, hiểu không? Trời đẻ ra là nó thánh này, nên dạng số 2 đó thôi mình đừng có bàn, cái đó mình làm được. À, nhưng mà à, cái dạng số số 5 này là cái dạng mình có thể học được. Tức là ở dạng số 4 từ từ có thể chuyển sang dạng số 2. Số 4. Số 4. Chuyển qua dạng số 2. Chưa, chưa hẳn số 4 có thể chuyển qua dạng số 2 được nha. Không hẳn nha. Số 2 là sinh ra là người ta đã có rồi, có cái sự cao thượng trong đời sống tinh thần của người ta rồi, và những cái chất hạ liệt nó rất chi là thấp thấp, thấp bé. Nghe không? Còn cái hạng số 5 là nhờ đâu mà có được đây. À, cái ID của người ta đó, thấy không? Cái ego nó chồm xuống, nó biết gần hết cái ID. À, cái ego nó chồm lên, à, nó biết gần hết cái super ego, tức là nó hoàn toàn lựa chọn, tức là cái vùng phủ của ý thức nó rất lớn. Cái vùng phủ của ý thức nó rất lớn và cái độ mù tối của hai cái vùng ID và super ego nó rất là thấp. Thành ra cái người này là cái người mà họ sống trong sự hiểu biết, họ sống trong sự lựa chọn. Và vì đâu mà họ có được cái này, vì đâu mà có cái loại số này, số 5 này, vì đâu được thế này, được thế này, vì đâu được thế này, không phải là đẻ ra có nha, vì đâu được thế này, tức là cái biểu đồ 5 này. Không, nó biết cái gì là nó biết, thì nó cũng là cái ego thôi. Đúng rồi, giáo dục chính cái chỗ này đó,
chính giáo dục giúp cho đạt được. Chính giáo dục giúp cho đạt. Vai trò của giáo dục rất quan trọng. Mà quý vị nào có tham dự cái tọa đàm là quý vị nhớ rồi. Quý vị biết rồi. Rồi đó, đúng rồi đó. Rồi bắt đầu thầy mới hỏi tiếp là cái giáo dục đó nó quyết định sao? Thì nó lòi ra cái câu của Đức đó. Cái giáo dục nó quyết định sao? Đó. Tự dưng cái Đức làm lộ trơn rồi. Người ta đang đi. Giáo dục sao mà nó làm được? Cái này nó có dự rồi, nó hãy nhớ rồi. Giáo dục làm sao nó làm được? Thì bắt đầu nó nói là gì? Giáo dục kiến tạo ý thức hệ. Giáo dục kiến tạo ý thức hệ. Xịn. Cho nên thành ra nó làm được vậy. Thấy không? Chứ mình thấy là mình có học cho nên thành ra không? Mình đã rất là nhanh. Dèo thì mình hiểu liền. Bụp luôn nó nè. Đấy, này tao biết rồi, có gì mới mẻ đâu. Đấy. Nhờ gì? Nhờ cái học. Đó là gì? Cái ego đó. cái mà quý vị đang biết đây nè là những cái điều mà nó nằm ở bên cái phần super ego. Và có lúc này cái ego quý vị đang chồm qua đó đó. Quý vị đang chồm qua đó, quý vị biết được đó. Được chưa? Cũng không có giống lắm đâu. Tại vì bữa đó là không có vẽ bản này ra. Đúng không? Cho nên thành ra nói bữa đó có này thì cũng không có đúng. Bữa nay mới có thôi. Nữa nó vẽ ra cái này khó hiểu lắm. Ừ, tự vẽ trong đầu ha, em giỏi. Vậy thì quý vị hiểu hả? Quý vị mường tượng được chưa? Cái này hả? Tuyệt vời. À, thằng số 2 nó có super ego cao quá. Nó có làm nên mặc cảm không? Có thể mặc cảm cao thượng. Có thể gây ra cái trạng thái của mặc cảm cao thượng. Điều đó là điều có thể xảy ra. Nó ít như vậy thì đối với 4 năm cái này đó. Trời ơi, quý vị nào mà làm một cái đề tài nghiên cứu tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đề tài cực kỳ hay. Một cái ứng dụng mới ra đó từ nơi cái hệ lý thuyết của Sigmund Freud. Cái này chưa ai làm. Dạ các bạn, khi nếu mà các bạn khảo cứu một cách đầy đủ luôn đó thì các bạn sẽ bắt đầu định cái khung giá trị của nó để làm luôn cái này. Rất là hay. Tức là những cái nguy cơ nào cho mỗi một cái sơ đồ như vậy. Cái đó là nó những cái sự lựa chọn của nó phần lớn nó nằm ở trong super ego mà không do ego nó quyết định. Con hiểu không? Hãy nó làm một cái gì đó là một cách tự động. Vô thức mà. Vô thức. Tức là nó vượt ra khỏi cái ý thức. Tức là nó vượt ra khỏi cái ego. Cao thượng bản năng. Đúng rồi. Cũng có thể nói như vậy. Cái vùng của ego là vùng của ý thức. Cái biết đó. Cái biết đó là cái biết của ý thức. Tức là ý thức. Cái ý thức. Ý thức. Ý thức. Nhưng mà cái hàng số 2 mình thấy không? Cái ý thức đó, nó có chút ha. Nhưng mà cái super ego nó cả đống nè. Hãy nó làm cái là cao thượng, nó làm cái là cao thượng. Như là người ta là có cái dòng giống cao thượng vậy đó, hiểu không? Nên là ta làm cái là nó cao thượng ha. Còn cái số 1 đó con, nó có cái dòng giống hạ liệt. Hãy nó làm cái là nó liệt, nó làm cái là nó liệt. Nó đối nghịch với nhau vậy đó. Thành ra nhiều khi mình cũng thông cảm người ta vậy rồi. Ta đụng là ta liệt, ta đụng ta liệt ha. Giờ biết làm sao giờ. Chịu thôi. Vậy trường hợp mặc cảm cao thượng là cái số mấy chưa có biểu hiện ở trong đây. Ở trong đây là nó mới mô tả cái trạng thái của ego. Super ego vậy đi thôi. Nó chưa mô tả đến trạng thái của mặc cảm. Đúng không? Nó còn mô tả đến trạng thái của mặc cảm nữa. Vậy thì mặc cảm nó xuất hiện khi nào? Khi nào là xuất hiện mặc cảm? No. Khi nào xuất hiện mặc cảm? Các bạn biết đúng nó có mặc cảm không? Không. Vậy là nó phải có thêm một cái hàng nữa là cái hàng ảo tưởng. Cái biết sai.
cái biết sai, và cái biết sai đó nó mới gây ra mặc cảm. À, cái super ego nó có chút xíu à, mà nó biết à, cái ảo tưởng nó super ego cái đóng rồi đó đó, mặc cảm cao thượng, hiểu chưa, hiểu chưa? Đó là các bạn sẽ luận giải thêm các khái niệm khác một cách rất rõ ràng bằng cái sơ đồ này, bằng cách thêm các cái hệ quy chiếu vô cho nó. Vậy số 1, muốn sửa phải đẩy cái biết của ego lên. Chính xác, chính xác. Rồi phải đẩy cái biết của thằng ego lên. Và cái biết của ego lên đâu? Lên cái ID và lên super ego. Nhưng mà lên ID, ở xin lỗi, xin lên cái super ego nó khó quá. Thì nó còn có chút xíu à. Thì phải đẩy cái biết ego đó nó xuống cái vùng ID, tức là đem cái đàn pin về mà để mà soi sáng cái lương tâm. Cậu cái lương tâm nó chó cắn nó mất tiêu rồi. À, để mày mò ở trong cái ID đó để mà biết, mà nới rộng lên cái màu xanh xanh nó ra. À, để mà để cho mình hiểu được cái ID mình hơn, mình quản lý nó được hơn, chứ không phải là để lương tâm chó cắn mất tiêu. Hiểu chưa? Nó là đối với cái thằng số 1 mình sửa nó vậy đó. Có thể liên hệ những người tu dòng từ ba đời đẻ ra ôm mới chuẩn đó mà không sexy gì. Chắc là cũng được. Vậy là mỗi người có nhiều đó super ego và ID, hai cái đó có thay đổi chứ, có hai cái đó nó thay đổi chứ. Nhưng mà ở đây thì mô tả cho cái trạng thái của vô thức, cái trạng thái của vô thức vậy là thầy phải thêm một cái nữa để làm cho con rõ đó. Đây là vô thức nè. Đây là vô thức nè. Được chưa? Hai cái bên đó là hai cái vô thức đó. Vậy thì khi mà mình muốn làm đó thì rất dễ thôi. Tự nhiên nó vậy. Vậy thì khi mình không có thể thay đổi được cái vô thức. Nếu không, cái trong cái đời này mình đâu có thay đổi được cái vô thức, nhưng mình thay đổi được cái ý thức. Tức là mình nới rộng cái ý thức ra, tức là mình biết nó rộng hơn, sâu hơn về chính mình, nhận diện nó, nhận diện để mình hiểu mình á, mình biết sâu hơn về chính mình. Từ những mình biết sâu hơn về chính mình đó, mình nới rộng cái biết của mình ra, cái ý thức của mình ra, mình hãy thu hẹp cái vô thức nó lại, mình khám phá cái thế giới vô thức của nó rõ hơn. Được chưa? Và cái chuyện mình học đó là mình nới rộng cái ego cho nó biết, biết rộng ra cái ý thức đó, cho nó biết cái biết của ý thức của nó rộng ra. Thì lúc bấy giờ là vì cái biết đó nó rộng, thành thử ra là nó giúp cho mình chọn lựa nó đúng, cái chọn lựa nó đúng, có thiện xảo trong cái chuyện sạch thoái đọa, và có cái sự thiện xảo trong cái sự tấn triển. À, hai cái loại trí tuệ đó đó là từ cái chỗ của ego nó biết được đó. Vậy thì quý vị mới thấy cái vai trò của giáo dục nó cực kỳ quan trọng. À, cái vai trò của giáo dục nó cực kỳ quan trọng. Mà không có giáo dục thì không làm được gì chứ. Vậy đó mà giáo dục trước quớt à, đó tôi đá về giáo dục rồi đó. Không, để mà tôi nói đó. Cho nên nha, giáo dục làm sao để cho đúng nha. Ủa khoan nữa hả? Còn khoan 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 vui nữa hả? À, nói đi. Nó có cái sơ đồ này ra cái gì dễ hả? Cái miếng xanh, cái miếng đỏ, đó có thể dài ra hay ngắn lại không? Lại không đúng à, cái đó đó là cái vô thức. Cái vô thức đó thì mình sinh ra nó đã có, mình sinh ra nó đã có. Con hiểu không? Cho nên mình không thể, mình muốn á, mình sinh ra đó là cái vô thức của mình đó, nó bự hay nó nhỏ mình không có làm nó được, nhưng mình làm cho cái ý thức nó bự nó nhỏ được, con hiểu không? Nhưng mà khi mà con nhìn lên trên cái bảng á, trong cái quá trình giáo dục á, thì con thấy là cái ego nó xâm chiếm cái super ego, hoặc nó xâm chiếm cái ID, chứ không có ngược lại, chứ không có ngược lại.
là cái ID nó xâm chiếm cái ego, hay là cái super ego nó xâm chiếm cái ego thì không có, mà cái ego nó đi xâm chiếm hai bên để nó biết hai bên. Đó, ý ý nghĩa của nó là vậy đó. Đó, nó đi xâm chiếm của hai bên. Vậy cái miếng màu xanh nhạt hay màu cam thì nó chỉ như phủ lên trên đó cái màn của ý thức. Cái ý thức nó khai phá con. Giống như đó là cái đó nó đi khai phá ID, khai phá cái superego. Mà cái gì giúp nó khai phá? Công cụ nào, len cuốc rồi xẻng nào vậy? Đó là giáo dục. Hiểu chưa? Mình có thể dịch chuyển cái ego. Còn ID với superego thì giữ nguyên. Đúng rồi đó con. Cái ego nó có thể tấn công được về hai bên. Còn cái superego là hai cái đích của nó cố định. Vậy nếu ego nó biết một bên ít hơn bên kia thì sao? Cái đó là đặc tính của nó. Cái đặc tính của thằng ego nó biết cái nào nhiều hơn. Có người đó biết cái dở nhiều hơn. Biết cái bản mặt xấu của mình nhiều hơn. Có người biết cái bản mặt tốt của mình nhiều hơn. Có người thì biết đều cả hai cái đó luôn. Cái đó là cái năng lực của mỗi người nó khác. Ý thức rồi thì mất cái ngu vô thức. Cái ý thức, cho nên thành ra cái khi mà cái ý thức nó bao quát tới đâu rồi, quý vị thấy đâu có màu xanh dương nữa đâu, nó màu xanh nhạt rồi. Vậy màu nhạt có thể trở thành màu đậm không? Màu nhạt có thể trở thành màu đậm không hả? Thì cái đó nó hy hữu lắm. Khi mà cái ego nó biết, nó là biết thật rồi đó, không phải cái biết của mặc cảm. Rồi không biết cái biết không phải là của cái biết sai. Được không? Thì lúc bấy giờ cái đó nó không bao giờ nó bị trở nên ngược lại. Giống như mình biết cái chuyện là ăn cái bàn là ăn không được, thì không bao giờ mình đèo cái bàn mình ăn hết. Hiểu chưa? Mà liên quan tới đây, cái bắt đầu là cái liên quan cái hồi nãy mà các bạn nói đó, là cái ảo tưởng đó. Bắt đầu nó là cái tưởng. Đó đầu tới, nếu mà đem vô cái tưởng này nha, cái tưởng vô cái là nó khác dữ lắm luôn rồi đó. Nên cái này nếu bạn nào mà đi nghiên cứu sâu vô á, đi làm tưởng thì cho cái màu gì cho nó nổi bật đi, tưởng màu tím đi đó. Đó thì lúc lúc bấy giờ nè, đó, cái tưởng của mình có thể nó sẽ không có động nhất. Đó, cái tưởng của mình vậy đó. Nó bị chảy. Đó, đó là cái đó này mô tả thêm cho mình cái trạng thái của tưởng mà nó chen lẫn vô. Nó không còn biết đúng nữa mà nó biết sai. Dân dân dân, đó là các cái mà quý vị sẽ linh hoạt đó để mà sáng tạo bỏ vô để mà luận giải nó cho nó có hệ thống, vừa phối hợp ở trong Phật học với phối hợp bên cái phân tâm học. Rất là hay. Việc học sẽ giúp cho ý thức, việc thực hành sẽ giúp cho giúp gì? Thì cái học là học hành luôn đó con, chứ học mà học bằng tưởng không á là đâu có đâu. Cái học của con phải là học hành đó. Như vậy nếu ego nó biết gần hết cái ID thì ID nó vẫn còn, nhưng còn ở trạng thái được biết là sao? Tức là ego mà nó biết rồi, nó đâu còn là cái ID nữa. Thế đó là cái vùng mà ego nó đã tấn công vô rồi, nó biết rồi. Thì này, các cái thứ mà nhu cầu bản năng đó thì không phải là những dạng nhu cầu bản năng mà nó vượt ra khỏi cái cực kiểm soát của ý thức. Thì lúc đó đâu có còn gọi là những cái của ID đó đâu, đâu có thuần của ID đâu. Mình đang nói đến những cái hành vi biểu hiện mà.
Đó, quý vị kiểm không? Hay cực kỳ. Ê, nếu mà ai thích thì làm này đi. Chế tác ra một cái bài báo cáo nho nhỏ. Để mà mình tìm hiểu về cái này, sự phối hợp vô. Nó ích lợi trong cái sự trị liệu quá nhiều. Nó nhiều trường hợp cho mình, nhiều các mẫu. Ừ, cái tưởng tượng tức là cái ảo tưởng đó, hay là cái tưởng điên đảo á. À, cái tưởng điên đảo. Giống như đó, cái hình ở trên, cái hình đầu tiên đó, cái tưởng điên đảo đó, nó tưởng cái gì nhiều? Nó tưởng cái gì nhiều? Nó tưởng cái super ego nhiều. Thấy không? Nó tưởng cái super ego nhiều. Thì cái này nó bị cái gì? Mặc cảm gì? Mặc cảm gì? Nó tưởng super ego nhiều nè. Mặc cảm cao thượng. Mặc cảm cao thượng. Đó, nó vậy đó. Rồi ngược lại thì mặc cảm ti liệt. Nhấn nhấn dấn. Để phối hợp vô. Nó rõ ràng ra liền chứ nó không có mù 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 mờ mờ. Thầy cho con gì? Ừ, ok, mời. À, ý là thầy con kêu thầy cho ví dụ á hả, hay là con muốn ví dụ? Có người nào vừa có cả hai cái kiểu mặc cảm à, đó không? Có. Có thì tưởng nằm giữa, tưởng nằm giữa hai bên. Có tưởng là mà có tưởng là có hả? Mấy cái bảng này. Kêu thì ví dụ Vậy hả? Kiểu ví dụ hả? Ví dụ gì gì? cái tưởng này. Thì hồi nãy chị nói rồi, thì nói liên quan tới cái mặc cảm đó. Ví dụ như mặc cảm cao thượng thì chẳng hạn. Mặc cảm cao thượng xảy ra đối với trường hợp nào? Những đứa mà nó rất là giỏi giang ở một cái mảng nào đó. Cái nó nghĩ mọi thứ khác nó cũng giỏi vậy. Đó đó, nó nghĩ những thứ khác nó cũng giỏi vậy. Cho nên thành ra có những cái nó hành xử ở trong đời sống của nó đáng lẽ là nó hành xử theo kiểu bình thường, không, nó hành xử một cách rất là bất thường. Bởi vì nó nghĩ cái đó của nó cao thượng lắm. Nó nghĩ cái đó của nó lớn lao vĩ đại lắm. Nó nghĩ cái đó của nó là thượng phẩm chứ không phải hạ đẳng. Đó là cái trạng thái của tưởng. Ví dụ mà cụ thể hơn đó là như cái chuyện hỏi bài chẳng hạn. À, một cái đứa mà nó giỏi á thì nó sẽ rất là khó để mà nó đi nó hỏi bài một đứa dở. Tại sao vậy? Mà cám cao thượng, tôi giỏi mà, mắc gì tao hỏi bài tôi bay. Điều gì khiến cho nó không có dám để mà nó đi hỏi bài bạn đó, mặc dù ở chỗ đó nó ngu bạc của nội luôn. Mà nó nghĩ là ta giỏi, ta không hỏi được đâu, nó hỏi chỉ là mất mặt chết. Mặc cảm cao thượng. Nhất là mấy đứa mà có chấm chấm á, à, chấm chấm rồi nó nhiều đó, cỡ 9 chấm rồi trụ trì rồi vậy đó. Là mặc cảm nó dữ lắm. Hiểu hen. Thì đó mà con càng phân tích vô là nó càng ra nhiều 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 vấn đề nữa, nó hay lắm. Tuy cái vùng đó là cái vai trò của cái tưởng mà nó xâm chiếm, à, cái vùng của tưởng mà nó đi xâm chiếm cái vô thức của thằng Supergo hay là của thằng ID, tức là trong cái vùng mà nó có thể biết được. Tức là có những người mặc nhiên đẻ ra là nó đã bị cái đó rồi. Mặc nhiên đẻ ra là nó đã bị cái mặc cảm cao thượng này, mặc dù nó không có cao cái quần gì hết đó. Hiểu không? Hiểu không? Những cái trạng thái mặc nhiên đó là của vô thức. Màu đỏ là của vô thức. Màu 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 đen, màu xanh chính dương cũng của vô thức. Mặc nhiên nó vậy, ví dụ như cái hàng trên đầu tiên đó. À, mặc nhiên của nó đẻ ra nó đã bị cái gì rồi, nó là nghĩ nó là cao thượng rồi, nó sanh ra là nó đã nghĩ nó là cao thượng rồi, rồi sau đó bắt đầu nó mới dùng cái tưởng nó đi xâm chiếm. Nó đi xâm chiếm cái phần nào nhiều hơn thì nó mạnh hơn,
Chưa chắc là nó bằng con, chưa chắc là nó bằng mấy hàng trên. Đây nó là tưởng mà, nó đang ở trong cái vấn đề của tưởng chứ không phải của vấn đề của cái biết, nó khác nhau. Trị tưởng à, làm sao để trị tưởng thì phải đem cái ego phải đem cái học đó, đem cái sự học của mình, cái sự hành của mình ra để mình chứng tri cái sự thật, tức là tuệ tri được nó đó. cái chỗ này cái ký chữ không suy nghĩ rồi giảng rồi vẽ ra cho rất nhiều các trường hợp khác nữa, chứ không phải chỉ có một hai trường hợp, được không? Nhiều trường hợp, thích thì cái mình làm là thiết. Ok. Mặc cảm ngu dốt. Mặc cảm đó là mặc cảm ngu dốt. Mặc cảm ngu dốt thì cũng vậy, ngu dốt là một cái bản năng thuộc vào cái ID. Nó đâu phải super ego đâu. Thì lúc bây giờ đó là cái tưởng đó, là nó dịch chuyển lên trên. Cái phần mà cái tưởng nó biết về cái ngu của nó nhiều. Tức là cái hỏi của Kumi là cái trường hợp này nè. Mà bây giờ như vậy đó, tôi dời nó hơi bị khó, tôi có gì thông cảm. Cái nó đi là nó đi cả bầy vậy đó, nghĩa là nó thôi đi, tôi lấy cái hàng này riêng đi. Mặc cảm ngu dốt. Đó, đây là cái tưởng nè. Cái tưởng mà nó biết được về cái ngu của nó, tức là nó tưởng nó ngu á, hiểu không? Mặc cảm mày sự ngu dốt. Đó, xong rồi đó. Nói với em á. Được nha. Đây là tưởng điên đạo. Ảo tưởng. Cho nên thành ra trong Phật học á, thì đi sấn vô giải quyết vấn đề đó, chứ không phải đi vòng vòng này. Tưởng tầm bậy phải không? Tưởng tầm bậy thì sửa lại. Lấy cái gì sửa? Bát chi thánh đạo sửa. Có công cụ hết. Như vậy thì thiếu gì sai gì là sao? Chưa hiểu. Chỗ đó có thể hiểu là nó tưởng nó ngu, nhưng thật thì không có ngu lắm. Ừ, đó là mặc cảm ngu dốt là vậy đó con. Nó nghĩ là cái quần gì trên đời này nó cũng không biết hết. Nó cái gì nó cũng phải tò tò theo nó hỏi hết. Cô ơi cô làm cái này được không? Cô ơi cô. Đấy. Cái cổ chửi vô mặt nó, về tổn thương luôn. Về tổn thương sâu sắc. Tại vì sao? Nó nghĩ nó ngu. Nó nghĩ nó ngu. Ba phần. Vẫn chưa hiểu ý của cô Mi hỏi nha. Hiểu ba phần này. Một, hai, ba, bốn, năm phần nữa mà. Cô đang nói ba phần nào? ID ego này. À, ba cái đó, đó hả? Là ba cái khái niệm đó, hả? ID, ego, superego hả? Thì cái đó mới là một cái trạng thái mô tả thôi. Trạng thái mô tả đơn sơ và giản dị về cái thế giới tinh thần của chúng ta. Chứ đâu phải nói như vậy. Mình thấy nó hay ho ha, tại vì nó một vài trường hợp nó đúng, nhưng mà hỏi là tất cả nó đúng không thì không,
cả nó không phải như vậy. Cái này chỉ là một cái dạng mà mình tưởng tượng ra, nó cũng có như thế, mình thấy nó cũng xài được thì mình cứ nhận vậy thôi. Còn nếu mà nó xịn thì nó đi vô trong siêu thế. Hỏi chứ làm sao làm được cái này, lấy siêu thế bỏ vô mà, lấy siêu lý bỏ vô, lấy siêu lý bỏ vô cho nên làm cho mấy cái của ổng nó rộng ra đường xíu, nó đúng hơn đường xíu, nó rõ hơn đường xíu. Vậy thôi đó. Vậy thì tại sao mình phải lấy của ổng luôn, ổng liền về mình xề siêu thế mẹ luôn cho rồi. Được chưa? Mất bài báo cáo. À, thiếu. À vậy hả? Cảm ơn Đức. Nghĩ là như thế đó. Vui ha, này giống như mình vẽ gì ghen hả? Nhiễm sắc thể ghen gì này ký chụp đi ký, chứ con ngồi con vẽ là 10 năm luôn chưa xong á. Quỳ tím. Kìa, anh Đức chụp sẵn nha. Nhớ đăng ký. Chuyên mục quảng cáo cuối giờ. Rồi, hết giờ đó. Nhanh nào. Mấy mấy cái bản xong hết giờ luôn. Mà chúng chỉ có như thế thôi. Được 5 người hả? Quan hỷ, quan hỷ. Quý vị cố gắng mình đăng ký cái chương mục hội nghị vào tháng 8 tới ha. Để mà mình có những cái bài nghiên cứu ích lợi, những cái bài dịch thuật cũng được. Quảng cáo nữa hả? Chương mục quảng cáo hơi nhiều ha. Câu lạc bộ nữa kìa, ai thu xếp được nên đi tham dự. Rồi, được nghe quý bà con. Ngày nay quý bà con có chóng mặt không? Màu đỏ đỏ xanh xanh này, tím tím vàng vàng. Tiết tiết này là đông đông vui lắm, tiết này đông vui, nhiều 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 người, nhiều màu sắc. Cái giọng là nó mê. Rồi, cảm ơn các bạn. Thôi, nay nhiêu này thôi ha. Thì ai có không hiểu gì thì buổi sau mình tiếp tục, nửa tháng nữa mình lại gặp nhau. Đấy, để mà mình bàn thảo về những vấn đề tâm lý hết sức hay ho và thú vị. Nên đến tiết này vui lắm, tiết này đông. À, ở tiết này đông nồm nọp vậy đó. Còn vô mấy cái tiết mà ta nói hàng lâm cái le quay máy móng. Rồi thôi quý vị giữ sức khỏe nghe, ngủ ngon, tôi nói hết gà tiếng rồi, bye bye.